nguyện lên nữa. Hôm qua vòng xuyến này anh đã trải trồng cây ở đây. Đang còn nhậu chứ, hội thương binh đang còn nhậu, lòng biết các thứ. Mẹ vợ thì ở ngoài chợ, vợ nó bắt hết rồi. Úi giời, cả một đoàn ra. Bọn này vãi ra. Sao nó mày trải hết à? Dạ, xin lỗi rồi, giết đi, kiếp rồi nhỉ. Xưa thương binh nó ác lắm, nó mạnh lắm. Công an này xưa nó không yêu, nó không có uy như bây giờ. Vâng, công an ngày xưa nó ghê lắm, nhưng mà nó rất sợ công, nó sợ thương binh miền Nam tập kết, nhất là dân miền Nam, nó khiếp, nó không dám chạm. Đây, cái nhà 3 tầng, 2 tầng, cái nhà này nó xây năm 1960 đấy, còn hơn tuổi mình. Thế mà cứ là bếp chung, toilet chung, tất cả đều chung hết. Bây giờ thì nó khác, nhưng mà ngày xưa là nó xây tất cả cho công nhân nhà máy dệt ở đấy. Chung hết. Vào chồng cái thằng nọ đợi thằng kia, kinh khủng. Sao? Bẩn thỉu. Công an mà trắng trợn và lộng quyền nhất là thời kỳ Dũng, nó làm hai khóa là lộng quyền nhất. Trắng trợn luôn, trời tàn bạo, sát thủ. Ở đây, đây hả? Vâng, ở đâu cũng vậy, cả nước luôn. Bây sát thủ luôn, rồi. Bây giờ đỡ rồi, khóa ông này lên là đỡ rồi. Chứ ngày xưa ông Dũng làm hài quá, tàn bạo luôn. Đập trộn đập. Ừ, trong đó toàn chơi xã hội đen, nó chơi. Anh bảo tàn bạo luôn. Nó cũng dẹp được cái bọn cướp đấy chứ. Vâng. Nó bảo cái chỗ bến xe ấy nhỉ. Bến ở nhà ga ấy nhỉ. Nhà ga. Tới cái nhà ga Nam Định này ngày xưa kinh lắm. Nhà ga bến xe Nam Định này bọn cướp kiếp nhiều lắm, chấn lột nhiều. Bây giờ in bật nhỉ. Bây giờ làm kinh lắm. Nhưng mà thực ra bây giờ không ai đi tàu. Chứ ai đi tàu. Ai đi ô tô với tự đi hết. Chứ ngày xưa cái nhà ga nó trông nó như cái chợ nhỉ. Cứ mấy tiếng để có một cái tàu. Đâm nó mới làm ăn được. Nhưng bây giờ nó đi nhà ga nó vắng tanh. Có ai đi đâu. Cả một cái toa tàu nọ nó thấy cả một toa có 4-5 người ngồi. Cái bảo xưa toàn bảo kê cho bọn nó lộng hành, bảo kê, toàn bảo kê. Bây giờ nó cũng sửa nhiều nhỉ. Xem lịch sử. Mà nghĩ là thành phố đấy anh ạ. Đầu tư nhiều tiền biết đấy. Danh con nó lái xe này. Danh con à? Danh con là thằng nào? Thằng đi qua xa. Thế còn ông Chi ở đây là ông vẫn đi lên chùa. Vâng. Đi thẳng lên chùa rồi đấy, không làm gì. Chứ lần không. Trời ơi giời. Kiếm tiền hơn ngoài nhiều. Chùa là giáo viên đi. Sẽ được mà. Mà chưa là vương quá. Đường trong kia giờ nhỏ nhỉ. Thế còn cái nhà máy thủy tinh của ông bây giờ nào rồi? Ui, nó bán này. Để hoang nó bán. Bán rồi nhưng bán rồi, người ta vẫn để hoang. Thế à? Đấy là một cái sân tennis tốt nhỉ. Nó bán mấy tỷ mà anh, 2 tỷ sao? Có 2 tỷ á? Vâng, nó bán giống dưới với nhau mà. Ôi giời. Còn nó bán đẻo mà anh. Nó mấy trăm nghìn mét chứ, mấy hecta chứ. Nó bán lâu rồi, nó bán giống dưới mà anh. Nó bán. Anh phải vào trong anh xem.